Thưa quý vị, cùng với việc đổi mới trong phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh, thì việc tăng cường các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm ngoài giờ đã được nhiều trường học trên địa bàn thành phố chú trọng. Nhiều câu lạc bộ kỹ năng được hình thành đã tạo nên không gian vừa giúp các em thư giãn sau giờ học, vừa là giải pháp hiệu quả trong phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống cho học sinh. Sau những ngày học tập căng thẳng và ảnh hưởng do dịch COVID-19, các thành viên câu lạc bộ thiện nguyện Care and Share vẫn dành thời gian cho các hoạt động từ thiện. Được thành lập từ tháng 2 năm 2016, câu lạc bộ đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh khó khăn trong cuộc sống. Đây là hoạt động có ý nghĩa bởi hầu hết các thành viên câu lạc bộ đều đang ở lứa tuổi học trò. Vì thế, việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp sẽ góp phần định hướng nhân cách và ứng dụng những bài học đạo đức ở trường lớp và cuộc sống. Em tham gia câu lạc bộ vì là đầu tiên em thích thiện nguyện. Cái thứ hai là có được sự trải nghiệm nhiều, có được những kỹ năng. Bên cạnh đó thì em cảm thấy là mình làm được một chút gì đó cho mọi người. Cái quá trình mà đi thiện nguyện, em có thể học được cái cách giao tiếp cũng như là khi mà nhìn lại đây là những kinh nghiệm rất là quý giá, cũng coi như là một cái kỷ niệm rất là đáng giá trong cái thời học sinh của em. Thông thường vào đầu năm học, các câu lạc bộ tổ chức những đợt tuyển thành viên mới, giúp các em học sinh mới vào trường có thêm sự tự tin, hòa nhập nhanh với môi trường, qua đó đẩy mạnh việc kết hợp lý thuyết gắn với thực hành ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Cái tài liệu nào thì cũng được đưa lên Microsoft Teams và từ đó các em có thể là chia sẻ các liên kết đó cho các thầy cô đóng góp, góp ý cho các em. Thật sự là hoạt động ngoại khóa rất là quan trọng đối với lại học sinh, thì nó hướng học sinh đến yếu tố chân thiện mỹ, có thể là hoàn thiện hơn về cái lối sống tình cảm của học sinh nữa. Kỹ năng sống dành cho học sinh hiểu theo cách đơn giản, gần gũi nhất thì đó là việc trang bị cho các em những kỹ năng học tập, làm chủ bản thân, thích ứng và hòa nhập trong môi trường mới. Đây cũng là mục tiêu song song mà ngành giáo dục thành phố đang hướng đến, nhằm hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển tốt hơn cho giới trẻ, nhưng vẫn dựa trên nền tảng các giá trị sống chuẩn mực ngay từ trên ghế nhà trường.